Tuổi Mão tháng 11 âm lịch. Xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý anh chị thân mến, có lẽ ai trong chúng ta cũng đều mong muốn cuộc sống của mình mỗi ngày tốt đẹp hơn, sức khỏe luôn dồi dào, làm ăn phát đạt, mọi sự đều thành công và suôn sẻ. Tuy nhiên, không phải ai mong cầu cũng được như ý. Trong cuộc đời sẽ có những giai đoạn gặp nhiều may mắn, làm gì cũng thuận lợi, hanh thông. Cũng có những giai đoạn không tránh khỏi được những khó khăn và trắc trở, vận hạn đeo bám, tiểu nhân hãm hại, công việc làm ăn cũng không ổn định. Quý anh chị và các bạn thân mến, ngày hôm nay, kênh Phong Thủy Gia Cát sẽ chia sẻ những kiến thức về tử vi của tuổi Mão trong tháng 11 năm 2020 âm lịch. Trong tháng này, các gia chủ tuổi Mão sẽ gặp những hung tinh, cát tinh nào? Vận trình công danh, sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe, tình duyên có được như ý? Và cách hóa giải ra sao, mời quý anh chị và các bạn sẽ cùng theo dõi. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý anh chị và các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của chúng tôi. Tổng quan tử vi tuổi Mão. Tháng 11 âm lịch năm 2020 bắt đầu từ ngày 1 tháng 11 và kết thúc vào ngày 29 tháng 11, tức ngày 15 tháng 12 năm 2020 đến ngày 12 tháng 1 năm 2021 dương lịch. Tháng này không phải là tháng nhiều đen đủi đối với những người tuổi Mão. Tuy nhiên, có một số ngày trong tháng 11 âm lịch, những gia chủ tuổi Mão sẽ cần phải chú ý. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 6 tháng 11, tức ngày 19 tháng 12 năm 2020 dương lịch, có nạp giáp là Đinh Dậu, đặc biệt đại kỵ với các mệnh chủ tuổi Tân Mão sinh năm 1951 và mệnh chủ Quý Mão sinh năm 1963. Thứ hai là ngày âm lịch 18 tháng 11 năm 2020, tức ngày 31 tháng 12 năm 2020 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Dậu, đặc biệt đại kỵ với các mệnh chủ tuổi Quý Mão sinh năm 1963 và mệnh chủ Ân Mão sinh năm 1975. Đây là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Mão. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý. Tốt nhất, không nên thực hiện những công việc quan trọng. Nếu muốn tiến hành, cần tham khảo kỹ càng ý kiến từ các chuyên gia phong thủy. Các ngày tốt đối với người tuổi Mão trong tháng 11 âm lịch năm Canh Tý 2020. Thứ nhất là ngày âm lịch mùng 7 tháng 11 năm 2020, tức ngày 20 tháng 12 năm 2020 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Tuất, có nạp âm là Bình Địa Mộc. Thứ hai là ngày âm lịch 19 tháng 11 năm 2020, tức ngày mùng 1 tháng 1 năm 2021 dương lịch, có nạp giáp là Canh Tuất, có nạp âm là Thoa Xuyên Kim. Đây là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt còn cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí sự nghiệp của người tuổi Mão. Tháng 11 âm lịch sẽ mang đến những cơ hội cho bản mệnh, khối lượng công việc có thể tăng lên, cùng với đó cơ hội thăng tiến cũng đang chờ bạn ở tương lai gần. Sự nghiệp của người tuổi Mão đã nhiều điều thuận lợi, ít vướng phải khó khăn. Cho dù có vấp phải khó khăn đi chăng nữa thì cũng chỉ mang tính chất tạm thời. Với người quyết định nhảy việc, tháng này sự thay đổi môi trường được khuyến khích, vì thế mang lại cho bạn những trải nghiệm thú vị. Vì vậy, bạn rất cần có sự hỗ trợ của đồng nghiệp, bạn bè. Chỉ nhờ thế, bạn mới có thể hoàn thành các nhiệm vụ và tạo nền móng tốt cho tương lai. Công việc nhóm càng đóng vai trò quan trọng,
Vì thế, hãy sẵn sàng tinh thần học hỏi, chia sẻ. Bước sang tháng 11 âm lịch này, chỉ cần các gia chủ tuổi Mão nhanh nhẹn, chăm chỉ hơn, kết hợp với việc mang bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam giáp khai vận, huyết long, hợi, mão, mùi, các gia chủ sẽ hóa giải được những vật cản ngáng đường, tiền tài rủng rỉnh, quan vận, hành thơm, tài lộc của người tuổi Mão. Khác với sự nghiệp, thì tháng 11 này, tuổi Mão sẽ không được may mắn trong chuyện tiền bạc. Những kế hoạch của bạn đề ra có thể thất bại ngay ở bước cuối cùng. Thế nên, ngay khi đạt được thành quả, bạn cần phải nắm bắt ngay, đừng để đêm dài làm mộng. Không phải ngẫu nhiên mà bạn là con giáp giàu có như người ta đồn. Bản mệnh vốn cũng là người biết tích lũy, tích tiểu thành đại và chẳng bao giờ chê các khoản tiền nhỏ. Nằm trong bộ tứ hành xung Tý, Ngọ, Mão, Dậu nên năm nay những người tuổi Mão phạm thái tuế gặp những khó khăn trục trặc không đáng có. Khuyên gia chủ tuổi Mão đem theo kim bài thái tuế để bên mình hóa hung thành cát, đem lại may mắn, bình an, sức khỏe của người tuổi Mão. Những người tuổi Mão năm nay do có hình thái tuế nhập mệnh nên sức khỏe giảm sút. Dù không có gì quá to tát xảy ra, tuổi này cũng không thể đạt được đến thể lực như mong đợi. Nên chú ý tập luyện thể thao đều đặn, ăn trái cây, rau quả để tăng sức khỏe, tránh xa những nơi không khí kém sạch gây ảnh hưởng tới cơ thể. Hạn chế tối đa thức khuya, uống đồ có cồn, cần chú ý tới bệnh về dạ dày, thận trọng khi lái xe. Tình duyên của người tuổi Mão. Tuổi Mão sẽ có một đời sống tình cảm không sôi nổi trong tháng 11 âm lịch sắp tới. Tác động của thái tuế có thể khiến bạn không có một kết thúc đẹp. Người độc thân có thể được giới thiệu với ai đó, nhưng dễ vỡ mộng khi đối phương không như mong đợi. Phụ nữ tuổi Mão độc thân trong tháng này nên thận trọng trong các mối quan hệ mới, đặc biệt chớ nên vội vàng với người chưa tìm hiểu kỹ, nếu không có thể bị lợi dụng tiền bạc. Để tăng cường vận khí và giúp con đường tình duyên của bản mệnh hành thông, rộng mở, quý gia chủ tuổi Mão hãy luôn mang theo bên mình vòng tam giáp, khai vận, hợi, mão, mùi để sử dụng làm vật phẩm, chiếu hộ thân, chiêu quý nhân, hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại, kích tính duyên. Vòng tam giáp khai vận là vật phẩm phong thủy cực kỳ hiệu quả trong công việc kích tình duyên cho bản mệnh. Chi tiết tử vi tháng 11 cho từng tuổi Mão. Thứ nhất, năm Tân Mão, sinh năm 1951. Tân âm kim gặp mậu dương thổ là thương quan, nghĩa là bản thân bị khắc chế. Đối với các gia chủ tuổi Tân Mão, trong tháng này cần cẩn trọng hết sức các mối quan hệ xung quanh mình, tránh vì những mâu thuẫn nhỏ mà xảy ra xung đột không đáng có. Khi gặp phải vấn đề, cần giữ bình tĩnh để đưa ra phương án hợp lý để tránh gặp phải những thị phi không cần thiết và làm phận lòng những người xung quanh mình. Thầy Gia Cát khuyên tuổi Tân Mão sinh năm 1951 hãy luôn sử dụng vòng tay tam giác khai vận để cân bằng ngũ hành, giúp bản mệnh có một sức khỏe tốt. Đồng thời, khi mang theo vòng tam giác khai vận, vòng tay sẽ như một tấm bùa phù hộ và bảo vệ bản mệnh khỏi những hung tinh, thị phi và những họa ngầm trong những chuyến đi, tránh va chạm và đụng độ không đáng có. Thứ hai, tuổi Quý Mão, sinh năm 1963. Trong tháng này, nam mạng tuổi lớn, mọi mưu sự trong công việc đã có chiều hướng như ý tốt đẹp, tiền bạc hành thông, gia đạo an khang. Nữ mạng mọi sự đều toại nguyện như ý, có quý nhân trợ giúp, tình cảm gia đạo vui vẻ. Để tăng cường sức khỏe, đón vận khí tốt, các gia chủ cần mang bên mình vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo để giúp tinh thần sức khỏe của gia chủ luôn được tỉnh táo và minh mẫn. Sử dụng minh quang pháp bảo để kỵ tà, hóa sát, chiếu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. 3. Tuổi Ất Mão sinh năm 1975. Tháng này với tuổi Ất Mão vận hạn tốt đẹp trong mưu sự và tiền bạc. Tuy nhiên, nam mạng nên cẩn thận về tiền bạc, chớ tin người, cần đề phòng giấy tờ và vật có giá trị. Tình cảm gia đạo an vui. Còn nữ mạng tuy có âm phù dương trợ nhưng do vận xấu chưa nên thực hiện các mưu sự mới. Để kích hoạt được sự nghiệp ngày càng phát triển, hóa giải vận hạn không may mắn, đạt được thành công, khuyên gia chủ nên sử dụng ngay vật phẩm phong thủy minh quang pháp bảo. Minh quang pháp bảo có tác dụng kỵ tà, hóa sát, chiếu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Đặc biệt, giúp cho công việc làm ăn của gia chủ được hành thông, thuận lợi, thành công trong sự nghiệp một cách vượt trội. Thứ tư, tuổi Đinh Mão, sinh năm 1987. Sự nghiệp của những người tuổi Đinh Mão tháng này khá ổn.
Trong quá trình làm việc, ít nhiều gì bạn cũng sẽ gặp không ít trở ngại và mắc sai lầm, miễn là bạn có thể chịu áp lực. Tuy nhiên các vấn đề sẽ được giải quyết và bạn vẫn có thể đạt được kết quả tốt. Sức khỏe nữ Đinh Mão tháng này khá ảm đạm, bạn nên đề phòng bệnh cũ. Ngoài ra, nữ Đinh Mão phải tuyệt đối chú ý cẩn thận đi lại và xe cộ vì rất dễ xảy ra tai nạn. Tình cảm tháng này không được suôn sẻ, vợ chồng luôn có sự phiền muộn và không tìm được tiếng nói chung. Đối với người chưa có gia đình, đây là một tháng bất lợi cho bạn nếu tiến tới hôn nhân. Những gia chủ tuổi Đinh Mão sinh năm 1987 trong tháng Mậu Tý thật sự là tháng khá nhiều thách thức. Bạn gặp phải những thị phi, vận đen, nối tiếp vận đen như mất đồ, mất tiền. Để hóa giải được điều này, các gia chủ nên sử dụng pháp khí phong thủy là Minh Quang Pháp Bảo để khai quang, trì chú, để kỵ tà, hóa sát, chiêu phúc, nạp tài, tịnh hóa nghiệp lực, gia trì công đức, từ đó thâu thu tài lộc, hỗ trợ hành mệnh cho gia chủ. Thứ năm, tuổi Kỷ Mão sinh năm 1999. Tháng này rất có lợi cho công việc, học tập của gia chủ. Mọi sự toan tính đều dễ thực hiện, mọi việc khó đều có người giúp nên dễ dàng vượt qua. Vì thế cần tận dụng cơ hội này để thực hiện những kế hoạch công việc, học tập mà bản thân đã suy nghĩ từ trước. Nhìn chung tháng này các gia chủ có thiên thời, địa lợi, nhân hòa, thời vận, sao chiếu mệnh đều khá tốt, nên công việc, danh vọng, tài lộc đều tốt đẹp. Tuy nhiên, vẫn không tránh được những khó khăn nhỏ, nhưng chỉ cần cố gắng sẽ vượt qua. Năm 2020, Kỷ Mão nằm trong bộ tứ hành xung, Tý, Ngọ, Mão, Dậu nên phạm phải thái tuế. Người xưa có câu, thái tuế đương đầu họa, vô hỷ ắt hữu họa. Ý chỉ thái tuế đáo đến hướng. Những người phạm tuổi thái tuế đều gặp những điều không may mắn trong năm. Khuyên gia chủ tuổi Kỷ Mão hãy sử dụng vật phẩm phong thủy là kim bài thái tuế đặt trong ví, luôn mang theo bên mình để hóa giải. Cảm ơn quý anh chị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát, sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là những anh chị tuổi Mão trong tháng 11 âm lịch, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại hoặc liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Hẹn gặp lại anh chị và các bạn trong những video lần sau. Chúc anh chị và các bạn luôn thành công, thuận lợi trong cuộc sống. Xin chào và hẹn gặp lại!